Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình, cũng như xem những cái video của mình đã đăng lên. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly chất lượng tốt, xin quý vị vui lòng liên hệ theo số máy trên tấm biển xanh 0368888479, giao hàng toàn quốc. Xin quý vị và các bạn chia sẻ kênh cho mình nhé, chia sẻ kênh giúp mình để mọi người mình có một cái ham muốn tột cùng, đó là để mọi người của 63 tỉnh thành này, từ đỉnh Lũng Cú Hà Giang cho đến huyện Nam Căn của tỉnh Cà Mau được biết đến kênh YouTube có thể bạn chưa biết, được biết đến Khang Audio để làm gì? Để được sử dụng cái quyền được mua âm ly tốt, để được tiếp cận đến với những cái sản phẩm audio chất lượng tốt mà giá thành thì lại thấp nhất có thể. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Merci. Trước khi đi vào giới thiệu sản phẩm thì lại xin mời quý vị và các bạn một ly trà Thái Nguyên. Làm ly trà cho nó ngọt giọng. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong thời đại 4.0. Đó, cái này thì ai cũng biết đúng không ạ? Thời đại của công nghệ bùng nổ, công nghệ thông tin, cái thời gọi là kỷ nguyên số. Nhưng bây giờ không có công nghệ thông tin bây giờ mà không nhờ vào cái 4.0 này thì làm sao mà học được trực tuyến đúng không ạ? Bây giờ họp trực tuyến này, học trực tuyến này, mua hàng trực tuyến này, hiếu hỉ trực tuyến này. Đấy, thầy mo bây giờ cũng bắt ma trực tuyến. Thầy mo không phải đến tận nơi nữa, và bây giờ thầy mo cũng thông qua mạng nhá, thông qua smartphone bắt ma. Đấy, những cái lợi ích mà nó mang lại đúng là vô cùng to lớn, có phải không ạ? Đấy. Kính thưa quý vị và các bạn, trên thực tế nhá, không phân biệt vùng miền, không phân biệt thành thị hay nông thôn, tất cả mọi người, đàn ông hay đàn bà, người già hay người trẻ, con gái hay con trai, đều tự trang bị cho mình những con smartphone. Đấy, ví dụ như chưa đủ hiu, chưa đủ thóc ấy thì mua trả góp, đúng không ạ? Để làm gì? Để tự trang bị cho mình những con smartphone lướt web và với số mê thì coi như thế là lớn, bộ nhớ trong lớn, để làm gì? Để lướt nhanh. Đấy. Thế thì kính thưa quý vị và các bạn, ai cũng có những cái điện thoại để lướt web, để lên web, đúng không ạ? Để truy cập. Thì trên thực tế, ngoài những cái lợi ích mà công nghệ mang lại thì sao ạ? Thì đi song song với nó là những cái gọi là nguồn độc hại, những cái nguồn tin độc hại. Nó đầy rẫy nhá, hiện tại đang đầy rẫy ở trên những cái trang mạng. Và để kiểm soát được những cái nguồn thông tin này thì nó là quả một cái vấn đề cực kỳ là nan giải và cần phải có thời gian. Đấy. Thậm chí không thể triệt để được và luôn luôn sau hành. Đấy. Thế thì người không phải ai cũng kiểm chứng được đâu là nguồn thông tin chính thống, đâu là những nguồn tin có lợi, đâu là nguồn tin có hại. Đúng không ạ? Đấy. Bây giờ để nói đói cái bụng nhá. Đói cái bụng thì nó cực kỳ là đơn giản. Có cái bánh mì, cái bánh bao, gói mì tôm là no cái bụng là êm rồi. Đúng không ạ? Thế nhưng đói cái thông tin, đói cái thông tin thì cực kỳ là nguy hiểm. Hậu quả đúng là khôn lường. Đấy. Trên thực tế nhá, trên thực tế đói thông tin dẫn tới người ta không biết, người ta đi vào những con đường không nên đi, hoặc là người ta tiếp cận trên những cái trang mạng xã hội. Trên thực tế đã xảy ra rất nhiều rồi, người ta tiếp cận ở trên mạng xã hội những cái nguồn thông tin độc hại và người ta ảnh hưởng bởi những nguồn tin đó và dẫn tới người ta đi vào những con đường không nên đi. Thậm chí qua những cái nó còn dẫn tới huynh đệ tương tàn. Đúng là hậu quả cực kỳ là khôn lường, đúng không ạ? Đấy. Ngày hôm nay, Khang Audio xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một cái sản phẩm nhé. Một cái sản phẩm mà làm sao? Một cái sản phẩm có thể đập tan được cái âm mưu của thế lực thù địch. Một cái sản phẩm khiến ta
ấm no hơn, hạnh phúc hơn, yêu đời hơn, yêu người, yêu hoa hơn. Cuộc sống thấy vô, không phải là vô vị nữa, mà cuộc sống cực kỳ là có vị. À, chứ không gọi là còn cái lời gọi than thiền, than phiền là cuộc sống vô vị nữa. Đó là một chiếc đài. Đấy. Đây nó là một cái hệ gọi là báo nghe. À, báo nghe nhìn là TV, đấy, là báo đọc, đúng không ạ? Kính thưa quý vị và các bạn, cái đài này nó cổ. Thế nhưng thông tin nhá, thông tin thì được cập nhật hàng ngày, không cổ chút nào. Cái đài này nó sinh ra ở những cái năm 70, 80 của thế kỷ trước. Đấy. Thế nhưng đến ngày hôm nay mà thậm chí sau này nữa, nó vẫn mang lại những cái lợi ích cực kỳ là to lớn. Ngoài những cái thông tin đường lối chính sách của nhà nước, đúng không ạ? Mà sống thì phải thượng tôn pháp luật. Ngoài những cái thông tin nó đưa ra, còn có những cái câu chuyện vượt khó, rồi còn có những cái chương trình ca nhạc. Nói chung là có rất nhiều chương trình hữu ích cho cuộc sống này. Đối với bản thân mỗi người chúng ta, ai cũng muốn hướng tới cái cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đúng không ạ? Thế thì cái đài này nó sẽ mang lại, đấy, nó sẽ mang lại cái niềm tin cho chúng ta. Nó không như những cái nguồn tin ở những cái trang mạng kia. Đấy, nó lại là một cái điều nó cực kỳ là tuyệt vời. Nó chỉ là một cái đài thôi, thế nhưng mà cái lợi ích nó mang lại cực kỳ là to lớn. Nhờ vào cái đài, nhờ vào cái đài này mà nhiều người nhá, nhiều người đã không đi vào những con đường không nên đi. Đấy. Thế thì bây giờ Khang Audio xin test luôn cái sản phẩm gọi là có cái tính năng gọi tác dụng vô cùng to lớn. Theo mình nhé, theo mình, mỗi gia đình, mỗi nhà nên tự trang bị cho mình những cái sản phẩm này. Những cái sản phẩm này nó như kiểu là người bạn có cái bụng tốt ấy. Đấy. Khi cái lời, cái ý của người ta nói ra cho mình, nó đều là hảo ý, tức là ý tốt, đúng không ạ? Mang tính xây dựng cho mình, tốt lên cho mình. Cái đài này nó như người thầy ấy, nó chỉ cho mình cái nào đúng, cái nào sai. Đấy. Thế thì tại sao ta lại không trang bị, đúng không ạ? Đấy. Kính thưa quý vị và các bạn, đây mình test nhé. Em nhá. Viên hoặc một hộp. Viên thì khách hàng sẽ được tặng một hộp 30 viên. Khi mua một hộp 90 viên, khách hàng sẽ được tích điểm nhận quà. Hơn nữa, nhãn hàng cam kết sẽ hoàn tiền 100% nếu khách hàng sử dụng không hiệu quả. Quý vị lưu ý chỉ mua hàng khi còn nguyên tem. Là anh còn một nửa, tức là con cua là đáp án không chính xác. Rồi, vậy chứ có cái gì mà ví dụ Lê Nhi có đi. Còn cái hai cái băng này thì băng sóng cực ngắn này thì không nói nhá, bắt tiếng Tây. Còn chuyển sang băng này. Xin nhai và với tiền nuôi cậu bé ăn học. Một hôm mẹ cậu bé bảo: "Con hãy cố gắng học cho mẹ được vui lòng con nhé. Nay mẹ phải xa con một thời gian. Ngày con đoạt bảng vàng chính là ngày mẹ con ta đoàn tụ." Nghe lời mẹ, cậu bé quyết tâm học hành ngày đêm, mong ước đến ngày đoạt bảng vàng để đoàn tụ với mẹ. Thời gian trôi nhanh. Nói chung là gì ạ? Nói chung là tất cả các chức năng từ băng dây cho đến FM các thứ đều hoạt động tốt. Đấy. Loa đây mình mở nãy mình mở tẹt đấy rồi, không rè nhá. Đấy. Loa không rè. Đấy. Ốc ác, các chân ốc của cái máy này nhá vẫn còn nguyên bát ốc, chứ không cần phải sự hỗ trợ của 502. Đấy. Đó là cái sản phẩm. Thế còn mình giới thiệu, tại vì cái sản phẩm này có một người anh em ở Điện Biên ưng bụng cái sản phẩm này. Đấy, và cũng hiểu được là cái tác dụng to lớn từ cái sản phẩm này nó mang lại, nên người anh em đã chốt. Thì mình test những cái chức năng đấy thôi. Đấy, thế còn những cái sản phẩm này thì mình xin giới thiệu tới quý vị và các bạn. Đây nó còn có những cái người anh em nó ngồi bên cạnh đây. Đây, đây là ví dụ như cái sản phẩm này,
CFS1030 này. Đấy. Con này nó bắt radio tất cả rõ nét nhưng mỗi cái là băng nó không chạy. Nó chưa chạy. Và điều nó cũng hơi nan giải là cái vấn đề cái bộ cơ nó là bằng nhựa. Thế nên có như một số những cái bánh răng mà để sưu tầm được nó là cả một cái vấn đề. Đấy. Đây. Sony 710 nha. CFS710SC2 cửa băng. Đấy. Cái đài này đúng là nếu mà tính thóc ra hàng mấy quát thóc. Đây là bao nhiêu ạ? Đây là 1065. Đây là bao nhiêu ạ? Đây là 1058. CFS1058 nha. Đấy thì có con thì con này thì chạy hết các chức năng. Con này mình áp dụng cả công nghệ 4.0 vào. Đấy, đó là gì? Bluetooth để cho em nó hiện đại hơn. Đấy, thì con này thì có một cái anh khách là cảm ơn đấy, anh đã cực kỳ là tin tưởng mình. Anh ở Hà Nội. Đấy, giờ mình chưa gửi hàng được thế nhưng mà anh đã chuyển hết tiền. Đấy, xin cảm ơn anh rất nhiều nha. Đấy. Còn có những cái sản phẩm này thì tất nhiên là radio nó đang nói hết rồi. Nhưng mà còn cái băng cassette thì nó chưa nói. Đấy, thế nên là quý vị, nhưng mà ví dụ như quý vị nào hoặc là anh thợ anh thuyền nào mà có thể tự khắc phục được thì mình mới bán, còn những người dân là mình không bán với lý do là mình có một cái tiêu chuẩn, có một cái tiêu chí, đó là sản phẩm khi mình xuất cho người dân tiêu dùng thì nó phải là sản phẩm hoàn hảo, hoàn mỹ, tất cả các chức năng đều hoạt động mượt mà êm ái và sao ạ, và phải bền đến lúc hỏng thì mình mới bán cho người dùng. Đấy, chứ còn nếu mà không là một là bán cho thợ, hai là bán cho ve chai đồng nát, chứ kiên quyết không bán cho người dùng những sản phẩm có tật bệnh nhá. Đấy, những sản phẩm có tật bệnh mà lại chưa được điều trị triệt để. Đấy, thế còn tất nhiên là có những cái sản phẩm, ví dụ như cái đài này chẳng hạn nhá, cũng đã qua sửa chữa rồi thế nhưng đã được điều trị kết hợp đông tây y nhá, cộng với lại thầy mò nữa, bảo đảm là bệnh không tái phát, và nếu như có tái phát nhá thì phải sau một thời gian rất chi là dài, rất dài và rất xa đấy. Đấy. Thôi thế chắc quý vị và các bạn qua cái đoạn đầu mình nói thì cũng đôi phần hiểu được về cái vấn đề, hiểu thêm, chứ còn cái quý vị thì tất nhiên là sẽ hiểu hơn mình rồi, đúng không ạ? Thế nhưng về cái vấn đề gọi là để đoái cái thông tin nhá, đoái cái thông tin mà lại là cái thông tin bổ ích như vậy thì là một cái điều rất chi là đáng tiếc, đúng không ạ? Đấy, một điều rất chi là đáng tiếc. Đấy, muốn làm thế nào gọi nói để cho dân tin nhá, làm để cho dân hiểu. Đấy, thì phải có thông tin, đúng không ạ? Đấy, quý vị và các bạn tự trang bị cho mình những cái sản phẩm mà nó đưa lại những cái tin hữu ích, đúng không ạ? Thế còn lướt gặp thì ai muốn lướt thế nào thì lướt, đúng không ạ? Thế nhưng mà theo mình là những cái sản phẩm như thế này đấy, có những cái ông cụ ông chia sẻ, ví dụ như ông sắm ngoài, ông nghe chuyện đọc chuyện đêm khuya này, bạn ấy nói với chúng tôi này, hay là chuyện thầm kín, nói chung là muốn nghe cái gì thì nghe đấy. Tại vì thế nhưng có cái điều tuyệt vời là cái gì nó cũng là những nguồn thông tin hữu hảo nhá. Đấy, không lo những cái nguồn thông tin độc hại, những nguồn thông tin coi như thế là sai sự thật. Đấy, như ở trên những cái trang mạng xã hội, cái điều nó tuyệt vời như vậy là nó mang lại. Đấy. Rồi, thế thì xin phép ra dừng clip ở đây nhỉ. Ông giờ lại còn đi bắt gà. Đấy, nuôi con gà lấy quả mì tôm, quả trứng ăn mì tôm. Đấy, nên bây giờ phải đi bắt gà để xin phép dừng clip ở đây. Đấy, có dịp làm video sau chúng ta lại xin phép lại được mạn đàm với quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của Khang Audio. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn. Chào thân ái. Merci.